Tất cả chúng sanh nếu nghe tiếng ta, tiếng tức là danh hiệu, phát nguyện muốn sanh về thế giới ta, các chúng sanh này khi lâm mạng chung, tất cả đều thấy được ta và chư đại chúng trước sau vây quanh. Lúc này ta nhập vào vô ủy tam muội, nhờ sức tam muội đứng trước người này mà nói pháp, nhờ nghe pháp mà đoạn trừ tất cả khổ não, tâm đại hoan hỷ, tâm họ hoan hỷ nên được bảo chân tam muội. Nhờ xuất tam muội khiến tâm được niệm và vô sanh nhận, sau khi mạng chung nhất định sanh vào nước ta. Đây là một đoạn kinh văn trong kinh Bi Hoa, nói rõ về tình trạng người niệm Phật khi giảng sanh. Trong này nói ý nghĩa tương đồng với trong Tiểu Bổn Kinh mà Đại sư Huyền Trang phiên dịch: phàm phu lâm chung không điên đạo, không tán loạn, vẫn phải cần oai thận bổn nguyện của Phật A-di-đà gia trì. Nếu không được phần lực gia trì, giảng sanh là điều không thể. Đặc biệt hiển thị nguyện lực của Phật A-di-đà không thể nghĩ bàn. Tất cả chúng sanh là nói về chúng sanh giảng sanh. Điều kiện giảng sanh hoàn toàn ở tín tâm, nguyện tâm, tinh thật muốn đi. Điều kiện này sẽ đầy đủ. Nói thì dễ, nhưng người tinh thật muốn đi quả thật không nhiều. Nếu như không tin, ta có thể làm trắc nghiệm. Quý vị nói niệm Phật đường này của tôi, niệm Phật 7 ngày là giảng sanh, không cần nói nhiều, 7 ngày giảng sanh, triệu tập mọi người đến niệm Phật. Quý vị xem có thể triệu tập được mấy người? Đồng nghĩa là nói với mọi người, đến chỗ này của tôi là 7 ngày sau phải chết, như vậy có ai dám đến? Bởi vậy miệng nói giảng sanh thì dễ, nhưng thật sự giảng sanh sẽ khiến mọi người sợ hãi, không dám đi. Đây là thật. Từ đây chúng ta có thể hiểu người tin thật muốn cầu giảng sanh quả thật không nhiều. Bởi vậy đệ tử chân chánh của Phật không nhiều, giả nhiều hơn. Bồ Tát thật cũng ít, Bồ Tát giả rất nhiều, khắp nơi đều có. Trong xã hội hiện tại của chúng ta, chúng ta không thể không biết. Quan trọng là hồi quang phản chiếu, nghĩ lại xem mình là thật hay là giả, mình thuộc bên nào. Điều này rất quan trọng. Làm sao để nhận ra? Nếu là thật, họ đã buông bỏ tất cả. Chỉ cần có một vài điều chưa buông bỏ, đó không phải là thật. Điều này rất dễ nhận ra. Trong cuộc sống hàng ngày, ta xem họ nghĩ gì, họ nói những gì.
Nếu con nghĩ đến những chuyện không liên quan và nói những điều không liên quan, như vậy là không phải thật. Thật thì sao? Họ chỉ nghĩ đến một điều, A-di-đà Phật. Quý vị hỏi họ còn nghĩ gì khác nữa chăng? Không có. Không có ý niệm nào khác ngoài câu A-di-đà Phật. Mọi sự, mọi cảnh, mọi duyên khác đều tùy duyên, không có gì không tốt. Đó là thật, không phải giả. Quan tâm đối với tất cả người sự vật, đó đều là dư thừa. Vì sao vậy? Vì mỗi người đều có nghiệp lực của riêng mình, mỗi người đều có nguyện lực của mình. Sức mạnh nào lớn? Nếu nghiệp lực mạnh hơn nguyện lực, như vậy quý vị tiếp tục trôi lăn trong luân hồi, niệm Phật cũng không được, cũng không thể giảng sanh. Nếu nguyện lực thật sự muốn đi mạnh hơn nghiệp lực, như vậy chắc chắn giảng sanh. Quyền thao túng này đều ở trong tay mình, không phải do người khác. Không phải A-di-đà Phật làm chủ, Phật A-di-đà đến tiếp dẫn ta, điều kiện vẫn là bản thân ta đồng ý hay không. Huyền pháp của Bồ Tát đến, quý vị có muốn lên chăng? Muốn lên nghĩa là được độ, không muốn lên tức là tiếp tục trôi lăn trong luân hồi. Chúng ta không thể không biết điều này. Pháp thế gian, pháp xuất thế gian đều do mình thao túng, đạo lý này không thể không biết. Phật Bồ Tát không làm chủ được, Thượng Đế cũng không làm chủ được, Vua Diêm La cũng không làm chủ được. Ai làm chủ? Chính mình làm chủ. Đây mới là thật. Trong kinh điển, Đức Thế Tôn luôn nhắc nhở chúng ta, Tổ sư Đại Đức thường cảnh tỉnh chúng ta phải tin thật, phải nguyện thiết. Giảng sanh được hay không đều dựa vào điều này. Đối với công phu niệm Phật sâu hay cạn, công phu niệm Phật sâu hay cạn không phải niệm Phật nhiều hay ít, không liên quan đến điều này. Nhưng nó có thể làm trợ duyên, nó không phải là chủ yếu. Chủ yếu là gì? Chủ yếu là ở chỗ ta buông bỏ được bao nhiêu. Điều này quan trọng. Nếu thật sự tất cả pháp thế xuất thế gian đều buông bỏ hết, nhất tâm cầu sanh thế giới cực lạc, một ngày niệm một câu, mười câu đều được, đều không ít. Đây quả thật như các bậc tổ sư nói, một niệm tương ưng một niệm Phật, một niệm đó của họ tương ưng với Phật A-di-đà. Chúng ta niệm một vạn câu, niệm mười vạn câu chưa chắc tương ứng, người ta niệm một câu tương ứng. Cho nên hiệu quả rất thù thắng. Đạo lý là như vậy. Câu tất cả chúng sanh này phạm vi bao gồm rất rộng. Người giảng sanh đến thế giới cực lạc, chúng ta biết hàng thượng thượng thừa là Bồ Tát, hàng hạ hạ căn đó là những chúng sanh tạo tội ngũ nghịch thập ác. Trong kinh nói với chúng ta, chỉ cần họ tin, thực hành đều có thể giảng sanh. Ngũ nghề thập ác đều có thể giảng sanh. Ở trước chúng ta đã học. Cho nên phạm vi này rất rộng. Tất cả chúng sanh, nếu nghe tiếng ta,
Tiến tức là danh hiệu. Giả dụ quý vị nghe một câu Nam Mô A Di Đà Phật, trên thực tế danh hiệu chính là A Di Đà Phật. Nam Mô không phải danh hiệu. Cuối thời nhà Minh, lúc Đại sư Liên Trì tại thị, câu chuyện này ghi trong Trúc Song Tùy Bút. Từng có người đến thỉnh giáo với Ngài, phải niệm Phật như thế nào? Đại sư dạy người khác niệm sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Người khác hỏi Ngài niệm như thế nào? Ngài nói tôi chỉ niệm A Di Đà Phật. Vậy tại sao Ngài dạy người khác niệm Nam Mô A Di Đà Phật, còn chính Ngài chỉ niệm A Di Đà Phật? Nam Mô nghĩa là quy y, nghĩa là quy mạng, là lời khách sáo. Ta quy y Phật A Di Đà, quy mạng Phật A Di Đà. Trong kinh nói chấp trì danh hiệu, danh hiệu chỉ có bốn chữ. Vì sao tôi niệm bốn chữ này? Vì tôi muốn giảng sanh, cho nên có thể lược bớt chữ Nam Mô, không cần dùng nó. Vì sao vậy quý vị niệm sáu chữ? Vì quý vị vẫn chưa muốn đi, cho nên phải thêm vào chữ Nam Mô. Nam Mô nghĩa là cung kính. Cung kính Phật A-di-đà, quy y Phật A-di-đà, chính là nghĩa này. Vì sao vậy? Vì tâm ta không kiên quyết. Nếu tâm ta kiên quyết, tinh thật nguyện thiết, thì niệm bốn chữ này là được. Trong kinh nói danh hiệu chỉ có bốn chữ. Điều này nói rất rõ ràng, thấu triệt. Chúng ta phải tự đo lường chính mình, bản thân thật sự hạ quyết tâm đi. Chỉ cần bốn chữ này, càng đơn giản càng tốt. Chúng ta còn chút lưu luyến nào đối với thế gian này, thêm vào hai chữ Nam Mô cũng rất hay. Nếu như không còn lưu luyến thế gian này, không cần thêm vào hai chữ Nam Mô. Đại sư Ngẫu Ích dạy như thế. Nghe danh sanh tín tâm, phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Phát nguyện muốn sanh về cõi nước của ta. Thế giới ta nghĩa là thế giới cực lạc của Phật A-di-đà. Không thể không phát nguyện. Phát nguyện sanh đến thế giới cực lạc, đối với thế giới ta bà phải buông bỏ một cách triệt để. Tập 222.